Hello, xin chào cả nhà nhé. Và hôm nay thì sáng chủ nhật ngày 17 thì hôm nay diễn ra 4 trận đấu. Thì lúc này Châu Hùng Cường nha, là bên tay trái. Đây, Châu Hùng Cường là Châu Hùng Ngôi ra đây. Châu bên tay. Đây quý vị, công tình đang chuẩn bị cho quả sới ở cửa hướng tây. Mẹ 6 giờ, hơn 6 giờ. Bên cửa đông thì Châu Hùng Cường đã chuẩn bị. Này chắc mắt vôi quá. Này mắt vôi chắc là vào trận đầu tiên này. Con trong này gầy hơn này. Rồi, chuẩn bị vô. Vẫn ung hùng đồng xoài làm trọng tài. Trọng tài chơi vô là phải vô đó. Cho bên này gầy hơn không nhỉ? Ừ. Châu mắt vôi vào trước đi. Hôm nay mắt vôi vôi thì ốm gầy. Trâu bên tay của Ngô, trâu bên tay của Ngô thì bập bênh đậm đà. Cuối năm xin chúc cả nhà chúng ta chuẩn bị xem 4 trận đấu của ngày hôm nay, thì chúng ta chuẩn bị ăn Tết rồi qua năm chuẩn bị ui giời sung thế nhỉ, quá sung luôn, lao luôn, lao lao, ui giời ơi quá đẹp, bị đau luôn, má ghê ta, mẹ đâu Châu Ngô này lao chứ. Chửi đâu rồi, chị bà ơi, Châu đánh nhau rồi, chửi đâu rồi. Quốc luôn. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đã còn mạnh nhưng mà bắt vôi này nó dập ghê lắm rồi, giờ để con này dập là thua rồi. Không có đứa chuyện nổi. Bắt vôi cao mông hơn, dài hơn. Nhưng mà ốm hơn một chút. Bên tay thì đậm đà hơn, thích ngắn đoạn hơn một chút, thấp quần hơn. Thua rồi! Chạy ơi, trời ơi! Mắt vôi thua, trận đầu tiên. Mắt vôi không chịu nổi vì quá cho hạng này. Vứt luôn. Một cuộc đua marathon bắt đầu. Chạy sát không nóng được đâu. Mà chạy cách dài về đâu nữa. Không được. Chết mẹ kiểu đó chết rồi. Giết đâu là
Con kia đốt đầu kìa, tết sừng luôn. Chết trâu bò. Rồi, đảo lại một lần. Hay quá. Đóng cửa lại, hên quá. Mẹ hên luôn. Quá hay. Một cú bổ lao à. Trận đầu tiên kết thúc. Mẹ con này súng này. Con này đang nói chung là con này đã trẻ tuổi hơn. Con kia thì nhiều năm rồi, mắt vôi này chinh chiến nhiều lắm rồi. Để đụng vào cái lưỡi á. Lưỡi nào không? Đây á. Bây giờ. Đấy, sung lắm. Đã có đây bác nó hổ, lao quả mà nó vẫn sung được. Má đằng máu lắm. Mẹ. Nghe chưa? Cố đâu, chạy đối đầu. Lão hoạn đời cái nội. Đúng. Rồi. Xin dừng tại đây nha. Chuẩn bị trận tiếp theo. Xin mời anh em.